Kênh Mắt của Vợ xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình kênh Mắt của Vợ sẽ chia sẻ các anh chị và các bạn cái cách làm trứng muối đơn giản tại nhà mà hiệu quả ngay lần đầu tiên mình làm nhé. Nếu mà các anh chị đang tìm một cái cách muối trứng muối mới thì hãy theo dõi kênh Mắt của Vợ ngày hôm nay nhé. Hôm nay kênh Mắt của Vợ sẽ chia sẻ để cho các anh chị kịp và có những cái mẹ trứng muối gói bánh vào cuối năm nay. Và đây là tất cả các nguyên liệu gồm có. Đầu tiên em sử dụng ở đây là 30 trái trứng vịt, muối hột, quế và hoa hồi nha. Và đây là rượu trắng. Đầu tiên thì mình sẽ nấu nước muối nha. Em sẽ cho vô đây là 2 lít nước. Và cứ một mà và em rửa hoa hồi và rửa quế nhẹ vô. Hoa hồi và quế thì mình phải rửa qua nước ha. Và bây giờ thì mình sẽ đâm muối. Thì tỷ lệ sẽ như thế này. 1 lít nước tương đương với 250g đường, 250g muối. Hoặc là có thể các anh chị, nếu mà các anh chị có thể nhích lên một tí là có thể 300g. Và xin cho em được nhắc lại, đó là 1 lít muối từ 250g tới 300g muối. Và các anh chị muối lượng nước nhiều thì mình tăng lên nhé. Và đây là em sử dụng cái bọt biển nè, cái chùi chén của mình đó, cái đồ chén của mình đó, thì em sử dụng nó để em rửa cái trứng cho sạch. Và mình muốn muối được cái trứng nó cam hay đỏ là tùy thuộc vào cái lòng đỏ của cái trứng ha. Bây giờ thì em đã chà sạch rồi. Thì khi mà đã chà sạch và đi rửa lại với nước thì chúng ta sẽ lấy khăn giấy, chúng ta lau khô cái vỏ trứng. Bây giờ thì nước muối đã sôi. Bây giờ em sẽ tắt bếp và đậy nắp ở đây để nguội nhé. Thì hầu như trong tất cả các món muối thì em đều chán cái bình thủy tinh qua, chán cái bình thủy tinh qua nước nóng mà để ráo để cho nó diệt khuẩn đó. Khi mà trứng đã lau lớp nước ở ngoài rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô một cái thau và mình sẽ cho rượu vô nha, cho rượu trắng. Rượu trắng này thì nó có tính nóng đó. Đây là khi mà mình muối muối trứng á, thì nó sẽ giúp cho cái lòng trắng của mình nó đẹp, cái lòng đỏ của mình nó đẹp hơn và nó tròn hơn khi mà mình muối. Tại vì trong rượu nó có tính ấm. Rồi khi mà lắc rồi thì chúng ta sẽ lần lượt bỏ vô trong cái hũ luôn nha. Lắc đều cho trứng nó ngấm đều rượu. Và đây là gừng. Gừng tại vì vừa nãy là do nhà em không có gừng, em phải chạy đi mua. Nên nếu mà các anh chị nấu lúc đầu có gừng thì bỏ vô mình nấu luôn cũng được. Còn không thì mình sắp lát rồi mình bỏ vô sau cũng được nha. Và bây giờ thì đã nước đã nguội. Phải đảm bảo rằng nước muối phải cực nguội rồi chúng ta mới đổ vô trứng nha các anh chị. Và bây giờ thì em sẽ cho vô đây 1 và 2 muỗng canh nước rượu. Là 1 lít nước em sẽ cho 1 muỗng canh đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngoáy đều và đổ vô cái phần trứng muối, quế và hoa hồi với gừng thì sẽ giúp cho không cái vỏ trứng khi ngâm nó không có bị tanh nhé. Và trứng muối của mình nó sẽ thơm hơn khi mà mình đập ra. Và bây giờ và các anh chị sử dụng một cái bịch và mình sẽ nén cái trứng xuống, đảm bảo rằng là cái trứng muối nó được ngập trong nước nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp ở đây và em sẽ ngâm trong vòng 25 ngày. Ngâm trứng muối trong vòng 25 ngày.
và mình nhớ ghi ngày ở trên cái nắp nhé. Nếu mà mình không nhớ, đây là trứng trong vòng 25 ngày đây. Bây giờ thì kênh mắt của vợ sẽ lấy ra đập cho các anh chị coi cái thành quả của mình trong vòng 25 ngày có xứng đáng các anh chị vào bếp không nha. Wow, cái lòng đỏ rất là đẹp và nó rất là tròn luôn và chắc. Chứ có nhiều anh chị muối trứng á, trứng muối mà không đủ muối, nên là khi mà mình đập ra với không đủ ngày, mình đập ra nó bị mềm mềm mềm, trứng muối ở cái lòng đỏ nó mềm 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 á, nó chứ nó không tròn xoay như vậy, nó không cứng như vậy. Wow, màu đẹp quá. Thì cái màu có nhiều anh chị muối cái màu nó ra màu cam, có nhiều anh chị lại muối nó ra màu đỏ đỏ, là do không bị hư, không bị gì đâu, là do cái trứng, cái lòng đỏ nó đỏ thì nó sẽ ra màu đỏ, mà lòng đỏ nó cam thì nó sẽ ra màu cam nhé. Đây là em sử dụng trứng vịt đồng, trứng vịt dưới quê nên là cái màu sắc nó ra rất là đẹp. Nếu mà có thì các anh chị nên muối cái trứng trứng đồng á, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Còn nếu mà không thì các anh chị muối trứng bình thường nhé, thì cái màu nó sẽ lạc hơn một tí. Bây giờ em sẽ đập ra hết và chị chia sẻ các anh chị cái cách bảo quản. Đó, đây là thành phẩm của mình đó. Màu quá đẹp phải không ạ? Đẹp quá. Và bây giờ là em sẽ chia sẻ cái cách bảo quản. Đầu tiên thì mình sẽ đổ vô một ít rượu trắng vô cái phần trứng muối mình đã bóc ra rồi, để cho nó ngập ngập nha. Và em lấy một cái miếng giấy bạc, em bỏ lên cái vị nướng, hoặc là các anh chị cũng có thể lấy giấy nến nướng bánh á. Đó, mình nhúng cái lòng đỏ qua rượu, lăn qua rượu, và mình xếp đều lên cái khay nướng. Và tiếp theo thì mình sẽ lấy một ít dầu mè hoặc là dầu ăn, chúng ta quét đều lên cái miếng, quét đều lên trứng nha. Và trong lúc đó thì chúng ta sẽ mở lò là hai lửa với nhiệt độ là 170 độ hoặc là 150 độ thôi. Mình nướng trong vòng 5 tới 10 phút. Các anh chị kiểm tra nha, tại vì tùy từng cái trứng mà chúng ta sẽ nướng thời gian khác nhau, nên là từ 5 phút là các anh chị kiểm tra được rồi. Nếu mà ở ngoài nó hơi áo một cái lớp chín hơi chín chín rồi thì chúng ta sẽ tách lò và mình lấy ra nha. Trứng thì rất là nhanh đó. Và đây là trứng em đã nướng được có tầm 7 phút đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra. Và mình lấy ra như thế này và mình để nguội nhé. Bây giờ thì cánh mắt của vợ sẽ cắt ra cho các anh chị coi. Mình nướng nhưng mà mình nướng không quá chín, bên trong nó vẫn còn hơi đỏ đỏ. Đó, các anh chị thấy không? Không biết các anh chị có nhìn thấy không ta? Đó, nó hơi đỏ đỏ, nó chỉ chín vào lớp ngoài thôi, nhưng mà bên trong nó vẫn còn hơi đỏ đỏ nha. Đó, và bây giờ thì mình sẽ để nguội và mình bỏ vô bịch và mình bỏ vô ngăn đá nha. Đó là kênh bếp của vợ đã chia sẻ cái cách làm trứng muối và bảo quản trứng muối được lâu. Nếu mà các anh chị cảm thấy video của kênh bếp của vợ chia sẻ ngày hôm nay thật là hữu ích thì hãy cho kênh bếp của vợ một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Và kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.